Chào mừng các em đã đến với tiết học vật lý hôm nay. Bắt đầu từ hôm nay, cô hướng dẫn các em sang chương 2. Là chương nhiệt học. Với chương 2 thì chúng ta sẽ nghiên cứu các vấn đề về phần nhiệt học và sau khi học xong chương 2, chúng ta có thể trả lời các câu hỏi. Ví dụ, các chất dẫn ở vì nhiệt như thế nào? Sự nóng chảy, sự đông đặc, sự bay hơi, sự ngưng tụ là gì? Làm thế nào để tìm hiểu tác động của một yếu tố lên một hiện tượng khi có nhiều yếu tố cùng tác động một lúc? Hay làm thế nào để kiểm tra một dự đoán? Đó là toàn bộ những vấn đề mà chúng ta sẽ trả lời được sau khi chúng ta học xong chương 2 nhiệt học. Để trả lời chi tiết cụ thể các vấn đề này thì hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu bài đầu tiên của chương. Các em cùng nghiên cứu tiết 21 bài 18 sự nở vì nhiệt của chất rắn. Với bài này, chúng ta sẽ đọc phần đặt vấn đề của sách giáo khoa như sau. Tháp Eiffel làm bằng thép cao 320 m do kỹ sư người Pháp thiết kế. Tháp được xây dựng năm 1889 tại quảng trường Marie nhân dịp hội chợ quốc tế lần thứ nhất tại. Các phép đo chiều cao của tháp vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 1890 và ngày mùng 1 tháng 7 năm 1890 cho thấy trong vòng 6 tháng tháp cao thêm hơn 10 cm. Các em quan sát phần hình chúng ta thấy sau 6 tháng các tháp cao thêm 10 cm. Tại sao lại có sự kỳ lạ đó? Chẳng có lẽ một cái tháp bằng thép lại có thể lớn lên được hay sao? Để trả lời câu hỏi này, cô và các em cùng vào phần 1 làm thí nghiệm. Chúng ta nghiên cứu thí nghiệm hình 18.1 sách giáo khoa. Thí nghiệm hình 18.1 có các dụng cụ như sau. Thứ nhất là có vòng kim loại. Thứ hai là có quả cầu bằng kim loại. Và cách tiến hành thí nghiệm gồm có 3 bước. Bước 1. Trước khi hơ nóng quả cầu bằng kim loại, thử thả xem quả cầu có lọt qua vòng kim loại không. Và chúng ta cho nhận xét. Thứ hai, dùng đèn cồn hơ nóng quả cầu kim loại trong vòng 3 phút. Rồi thử thả xem quả cầu có lọt vòng kim loại nữa không và cho nhận xét. Và bước 3 là nhúng quả cầu đã được hơ nóng vào nước lạnh, rồi thử thả cho nó xem nó có lọt qua vòng kim loại không rồi nhận xét. Cô và các em sẽ cùng đi vào phần chi tiết. Bước 1. Khi chưa hơ nóng quả cầu bằng kim loại, thả xem quả cầu có lọt vòng kim loại hay không và cho nhận xét. Các em hãy quan sát thí nghiệm. Cô thả quả cầu. Các bạn quan sát. Như vậy chúng ta đã có câu trả lời. Như vậy là khi chưa hơ nóng quả cầu thì quả cầu bỏ lọt vòng kim loại. Chúng ta đã quan sát. Hai. Dùng đèn cồn hơ nóng quả cầu rồi thả xem quả cầu có lọt vòng kim loại nữa không và cho nhận xét. Các em quan sát thí nghiệm. Cô tiến hành hơ nóng quả cầu. Hơ nóng quả cầu trong khoảng thời gian là khoảng 3 phút. Sau khi hơ nóng quả cầu xong, cô sẽ tiếp tục là thả quả cầu xem quả cầu có lọt qua vòng kim loại nữa hay không. Các em quan sát. Cô thả quả cầu vào vòng kim loại. Vậy chúng ta đã có câu trả lời. Các em nhìn thấy quả cầu là không lọt vòng kim loại. Chúng ta tiến hành bước 3. Nhúng quả cầu đã được hơ nóng này vào nước lạnh. Ta nhúng trong khoảng một thời gian ngắn, khoảng 2 đến 3 phút. Sau đó ta thả quả cầu vào vòng kim loại xem nó có lọt vòng kim loại nữa hay không. Các bạn quan sát. Như vậy đã có câu trả lời. Như vậy là quả cầu đang nóng được nhúng bằng nước lạnh, sau đó thả vào vòng kim loại, quả cầu cũng vẫn lọt vòng kim loại.
Vậy bây giờ chúng ta hoàn thiện cái nhận xét của kết quả thí nghiệm. Có 3 lần làm thí nghiệm và hiện tượng của quả cầu chúng ta xem xét xem có lọt qua vòng kim loại sau khi chúng ta thả quả cầu không. Thì thả quả cầu vào vòng kim loại trước khi hơ nóng thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là quả cầu đã lọt vòng kim loại. Trường hợp thứ hai là hơ nóng quả cầu rồi thả vào vòng kim loại, thì trường hợp này là quả cầu không chui lọt vòng kim loại. Và trường hợp thứ ba, nhúng quả cầu vào nước lạnh rồi thả vào vòng kim loại, chúng ta thấy quả cầu có lọt vòng kim loại. Từ kết quả thí nghiệm, cô và các em chuyển sang phần 2, trả lời câu hỏi. Chúng ta thực hiện trả lời câu hỏi số 1. Tại sao khi hơ nóng quả cầu lại không lọt vòng kim loại? Vậy thì các em phải định hướng, có được một cái sự thắc mắc là gì ạ? Quả cầu chưa hơ nóng, quả cầu lại bỏ lọt vòng kim loại. Vậy chứng tỏ là quả cầu này nhỏ hơn vòng kim loại. Vậy bây giờ khi hơ nóng, quả cầu không bỏ lọt vòng kim loại nữa. Vậy chứng tỏ là quả cầu này nó to hơn vòng kim loại. Vậy thì điều gì khiến cho quả cầu bằng kim loại lại to lên như thế? Chúng ta có câu trả lời. Khi hơ nóng, quả cầu nở ra nên không bỏ lọt vòng kim loại được nữa. Tương tự, chúng ta trả lời câu hỏi số 2. Tại sao sau khi được nhúng vào nước lạnh, quả cầu lại lọt vòng kim loại? Vậy thì các em từ câu hỏi số 1, chúng ta thấy rằng là khi hơ nóng, quả cầu được nở ra, được to lên nên không bỏ lọt vòng kim loại nữa. Thế bây giờ quả cầu đang to, đang ở chế độ nóng như thế, chúng ta nhúng nó vào nước lạnh thì quả cầu lại bỏ lọt vòng kim loại, chứng tỏ là quả cầu lại bị nhỏ đi, bị giảm đi về thể tích. Vậy chúng ta có câu trả lời là sau khi nhúng vào chậu nước lạnh, quả cầu co lại nên có thể lọt qua vòng kim loại. Đó là nội dung câu hỏi C1 và câu hỏi C2, và cô đã hướng dẫn các bạn trả lời đầy đủ. Vậy từ nội dung của câu hỏi C1, C2, các bạn hãy chọn những từ gợi ý trong sách giáo khoa gồm 4 cụm từ nóng lên, lạnh đi, tăng, giảm để các bạn hoàn thiện cho cô câu hỏi C3 ở phần 3 nhỏ, kết luận. Thì các bạn thấy rằng là thể tích của quả cầu như thế nào khi mà quả cầu nóng lên? Thì chúng ta căn cứ vào câu trả lời số 1, chúng ta thấy khi quả cầu được hơ nóng, quả cầu không bỏ lọt vòng kim loại nữa. Vậy chứng tỏ là thể tích quả cầu tăng lên. Vậy chúng ta điền từ tăng vào vị trí số 1 và tổng thể của câu trả lời là thể tích quả cầu tăng khi quả cầu nóng lên. Ngược lại, quả cầu đang nóng, thể tích của nó đang tăng như thế, chúng ta nhúng vào bình nước lạnh thì quả cầu lại bỏ lọt vòng kim loại, chứng tỏ là thể tích của quả cầu lúc này bị giảm đi. Vậy thể tích của quả cầu giảm. Từ câu trả lời số 3 thì các em thấy rằng quả cầu và vòng kim loại là một vật đại diện cho chất rắn, thì chúng ta thấy rằng chất rắn sẽ nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi. Đây chính là phần kết luận chung tổng hợp cho tất cả các chất rắn. Vậy các chất rắn có giãn nở vì nhiệt giống nhau không? Chúng ta quan sát bảng sau. Bảng này bao gồm có 3 chất đại diện: chất nhôm, đồng, sắt. Ba chất này đều có chiều dài ban đầu là 100 cm. Chiều dài của mỗi một chất được tăng thêm khi nhiệt độ tăng thêm 50 độ C. Nghĩa là các em hình dung là với ba chất nhôm, đồng, sắt đều có chung nhiệt độ ban đầu. Sau đó người ta đều nung cả ba chất này, mỗi chất nóng thêm 50 độ C. Ở chiều dài ban đầu của chúng đều là 100 cm. Thì với chất nhôm, thì với thanh nhôm này, thanh nhôm dài thêm được 0,12 cm.
Với thanh đồng thì nó dài thêm 0,086 cm, với thanh sắt thì dài thêm được 0,060 cm. Vậy từ cái bảng này thì chúng ta thấy rằng ba chất với nhiệt độ ban đầu giống nhau, cùng tăng thêm nhiệt độ như nhau, nhưng kết quả của chúng thì ba chất giãn nở vì nhiệt là khác nhau. Trong trường hợp này chúng ta thấy nhôm là giãn nở vì nhiệt nhiều hơn đồng, đồng giãn nở vì nhiệt nhiều hơn sắt. Do vậy chúng ta có được kết luận là các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. Và cô lưu ý với các em là ở thí nghiệm này là người ta làm thí nghiệm với các chất rắn khác nhau cùng điều kiện ban đầu về chiều dài, về nhiệt độ, cùng tăng nhiệt độ như nhau nhưng các chất vẫn giãn nở khác nhau. Vậy đây là tính chất giãn nở của các chất rắn. Chúng ta có câu từ câu trả lời số 4 và kiến thức của phần 1, 2, cô và các em sang phần 4, vận dụng. Các bạn trả lời cho cô câu hỏi số 5. Ở đầu cán, hay còn gọi là chuôi của dao hoặc là liềm, và cán này bằng gỗ, thường có một cái đai bằng sắt gọi là cái khâu, dùng để giữ chặt lưỡi dao hoặc lưỡi liềm. Tại sao khi lắp khâu dao, khâu liềm, người thợ rèn phải nung nóng khâu rồi mới tra vào cán? Đấy, các bạn nhìn hình để các bạn nhận biết cái khâu cho cô. Cách làm như sau. Có liềm này, có khâu này, có cán này. Bao giờ người ta cũng đem nung nóng khâu, nung đỏ khâu xong nhúng vào nước lạnh. Sau đó người ta mới tra liềm vào. Vậy các em biết rằng là nung nóng khâu lên có tác dụng là gì? Chất rắn thì nở ra khi nóng lên. Vậy cái khâu này bằng kim loại được nung nóng, được nở ra, nở dài ra thì người ta sẽ dễ tra vào cán. Sau đó nhúng vào nước lạnh thì bản thân cái khâu này nó co lại, nó sẽ siết chặt. Vậy giữ chặt được liềm hoặc dao. Do đó chúng ta có câu trả lời số 5. Phải nung nóng khâu dao liềm vì khi nung nóng khâu nở ra dễ lắp vào cán. Khi nguội khâu co lại, siết chặt vào cán. Đây chính là nội dung câu trả lời số 5. Chúng ta quay trở lại với thí nghiệm để trả lời câu hỏi số 6. Hãy nghĩ cách làm cho quả cầu trong thí nghiệm hình 18.1 dù đang nóng vẫn có thể lọt vào qua vòng kim loại. Thì các em quan sát thí nghiệm, các em thấy rằng là quả cầu được hơ nóng không bỏ lọt vòng kim loại. Khi hơ nóng, thể tích quả cầu tăng lên. Đấy là lý do quả cầu không bỏ lọt vòng kim loại. Vậy bây giờ yêu cầu của đề bài là dù đang nóng, thể tích quả cầu tăng như thế, nhưng làm thế nào để quả cầu vẫn có thể bỏ lọt vòng kim loại? Vậy các bạn có phương án như thế nào? Các bạn có thể đối chiếu phương án của mình với thí nghiệm của cô. Quan sát thí nghiệm, các bạn cũng hình dung ra được. Đó chính là chúng ta nung nóng vòng kim loại. Và khi nung nóng thì vòng kim loại cũng nở rộng ra nên quả cầu bỏ lọt vòng kim loại. Vậy thì dựa vào phần kiến thức đã học để chúng ta nghiên cứu tiếp câu hỏi số 7, phần đặt vấn đề sách giáo khoa. Và với câu hỏi số 7 gợi ý cho chúng ta như sau: ở Pháp tháng 1 là mùa đông, còn tháng 7 là mùa hạ. Vậy mùa đông và mùa hạ là liên quan đến vấn đề nhiệt độ môi trường tác động đến cái tháp. Vậy thì các em biết rằng là mùa đông là mùa mà có nhiệt độ thấp nên các chất lạnh thì co lại, do vậy chiều cao tháp bị ảnh hưởng đáng kể. Mùa hạ là mùa có nhiệt độ cao mà các em biết rồi, các chất nở ra khi nóng lên, vậy thì chiều cao của tháp cũng bị ảnh hưởng do nhiệt độ của mùa hạ. Vậy thì phép đo của tháp vào mùa đông và mùa hạ là có độ chênh lệch về chiều cao do sự nở vì nhiệt của chất rắn chứ không phải tháp lớn lên được. Đó chính là câu trả lời của phần đặt vấn đề sách giáo khoa. Vậy sau khi học bài này,
Thì các bạn lưu ý cho cô, có hai phần các bạn cần phải ghi nhớ. Chất rắn nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi. Và các chất rắn khác nhau thì nở vì nhiệt khác nhau. Đây là toàn bộ kiến thức của bài học hôm nay. Vận dụng kiến thức, cô và các bạn cùng nghiên cứu bài tập. Bài tập số 1. Hiện tượng nào xảy ra khi nung nóng một vật rắn? Các bạn đều biết rồi, khi nung nóng vật rắn thì vật rắn giãn nở, tăng thể tích. Do vậy, khối lượng của vật có tăng hay không? Thì các bạn lưu ý cho cô là khối lượng của vật không tăng, không giảm. Vì ta chỉ nung nóng vật rắn thôi, chứ ta không cắt xén vật rắn. Cho nên phương án A, phương án B là không chính xác. Phương án C, khối lượng riêng của vật tăng. Thì các bạn biết rồi, khối lượng riêng ta học công thức D bằng M trên V. Và bây giờ nung nóng vật rắn, thể tích của vật rắn tăng lên, vậy khối lượng riêng của vật phải giảm chứ không tăng. Đó chính là phương án D. Chúng ta chuyển sang câu hỏi số 2. Một lọ thủy tinh được đậy bằng nút thủy tinh, nút bị kẹt, hỏi phải mở nút bằng cách nào? A. Hơ nóng nút. Nếu hơ nóng nút chắc chúng ta không làm được, bởi vì nút bị kẹt trong cổ chai. Hơ nóng đáy lọ. Hơ nóng đáy lọ thì chúng ta cũng không thể mở nắp được, bởi vì hơ nóng lọ thì chỉ phần đáy lọ giãn nở, vậy nút bị kẹt, vẫn kẹt, chưa mở được. Hơ nóng cả nút và cổ lọ thì từ thí nghiệm câu hỏi số 6 thì chúng ta thấy hơ nóng cả nút cả cổ lọ thì nút cũng tăng thể tích, cổ lọ cũng tăng thể tích, cho nên nút vẫn bị kẹt. Vậy phương án D là hơ nóng cổ lọ. Ta nhanh chóng ta hơ nóng cổ lọ và ta không hơ phần nút. Vậy thì cổ lọ giãn nở ra, chúng ta sẽ dễ mở nút chai. Đó chính là phương án D. Cô và các bạn cùng chuyển sang bài tập số 3. Khi làm lạnh một vật rắn thì khối lượng riêng của vật rắn tăng vì sao? Thì các em biết rồi. Các chất nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. Vậy bây giờ làm lạnh một vật rắn có nghĩa là thể tích của vật rắn giảm đi. Thể tích của vật rắn giảm nên khối lượng của vật tăng, đó là phương án A, không chính xác. Thể tích của vật tăng, sai với phần kết luận, phần thí nghiệm chúng ta làm. Phương án C là phương án chính xác. Chúng ta chuyển sang câu hỏi số 4. Cách sắp xếp các chất nào vì nở vì nhiệt từ ít tới nhiều sau đây là đúng? A. Nhôm, đồng, sắt. B. Sắt, đồng, nhôm. C. Sắt, nhôm, đồng. D. Đồng, nhôm, sắt. Thì chúng ta căn cứ vào bảng sự nở vì nhiệt của một số chất thì cô vừa phân tích cho các em rồi. Nhôm, đồng, sắt. Thì trong đó nhôm là giãn nở vì nhiệt nhiều nhất và sắt giãn nở vì nhiệt ít nhất. Vậy theo yêu cầu của bài 4, chúng ta có phương án B là sắt giãn nở vì nhiệt ít hơn đồng và ít hơn nhôm. Chúng ta chuyển sang câu hỏi số 5. Một vật nóng lên thì nở ra, lạnh đi thì co lại. Khi đó khối lượng của vật như thế nào? Thì các em biết rồi, khi vật nóng lên thì nở ra, lạnh đi thì co lại. Nó chỉ liên quan đến vấn đề thể tích của vật, chứ không liên quan đến vấn đề khối lượng. Do vậy, đề bài hỏi khối lượng của vật như thế nào? Thì các bạn trả lời được ngay. Khối lượng của vật không thay đổi. Từ kiến thức của bài học, các em có thể tham khảo thêm một số tình huống trong thực tế. Ví dụ, bê tông là xi măng trộn với nước và cát, đá, nở vì nhiệt như thép. Nhờ đó mà các trụ bê tông cốt thép không bị nứt khi nhiệt độ ngoài trời thay đổi. Hoặc
Các bạn có thể tham khảo cái tình huống là tại sao trên đường ray xe lửa mặt đường bê tông người ta không làm một đường thẳng dài mà làm từng đoạn, thì các em biết rằng cái làm từng đoạn để khi gặp nóng thì đường nở dài ra mà không bị gấp khúc. Vậy các em lưu ý là sau này khi các em trưởng thành, các em có yêu mến nghề kỹ thư sư hay muốn làm nghề kỹ sư xây dựng cầu đường thì các em phải nắm rõ nguyên tắc của sự nở bề nhiệt của chất rắn như thế nào để mà vận dụng quả. Để chuẩn bị tốt cho tiết học hôm sau, cô giáo lưu ý với các em như sau. Các bạn học tốt cho cô bài này, học tốt phần lý thuyết, đọc phần có thể em chưa biết, làm lại các câu hỏi từ C1 đến C7, làm tốt bài tập từ bài 18.1 đến bài 18.5 sách bài tập. Đối với bài học tiếp theo, các em chuẩn bị trước cho cô bài sự nở bề nhiệt của chất lỏng và tương tự như chất rắn, các em cũng đọc và nghiên cứu kỹ cho cô xem chất lỏng có giãn nở bề nhiệt giống chất rắn hay không. Xem chất lỏng có tính chất giãn nở bề nhiệt như thế nào. Đó là phần nhiệm vụ mà các bạn sẽ phải chuẩn bị cho cô để cô và trò chúng ta cùng có những tiết học tốt. Bài học đến đây là hết. Thân ái chào các em, chúc các em chăm ngoan, học giỏi, ngoan ngoãn, nghe lời thầy cô, ông bà, bố mẹ.